Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh review nhà bán chính chủ của Trường Sơn. Trong video ngày hôm nay, Trường Sơn xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà nằm trong hẻm 432 đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, nằm gần cầu Nguyễn Văn Cử, giáp quận Nhất, quận 5 nhé. Đây là con hẻm trước nhà này, và đối diện nhà là bức tường đấy ha, nên không gian sinh hoạt cũng khá riêng tư. Thì từ căn nhà này ra mặt tiền đường Dương Bá Trạc tầm khoảng 100m nha, và đến cầu Nguyễn Văn Cử qua quận 5, quận Nhất đi khoảng 1 phút đi bộ nha. Thì căn nhà này có kích thước bề ngang là 2m65, chiều dài là 8m2, tổng diện tích đất là 21.6m2, tổng diện tích sàn là 43.2m2. Nhà kết cấu một trệt một lầu suốt, hiện tại có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một ban công. Chúng ta có thể ngăn lại làm được hai phòng ngủ nha. Căn nhà có hướng Tây Nam. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công, chúng ta sẽ ký công chứng mua bán sang tên. Và giá bán cho căn nhà này chỉ có 2.480.000 và còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Hiện tại thì nhà đang trống, sẵn sàng bàn giao nhà để cô chú anh chị mình vào ở luôn ha. Vị trí căn nhà quá đẹp nha, nằm cách mặt tiền có 100m thôi. Và đến cầu Nguyễn Văn Cử qua quận 5, quận Nhất chỉ có 1 phút đi xe máy thôi nha. Rồi tiếp theo chúng ta cùng lên lầu nha. Thì hiện tại trên lầu đang để suốt nha. Thì cô chú anh chị có thể ngăn phòng làm được hai phòng ngủ nha. Đó. Bên đây là có bồn nước này. Trần nhà cũng rất là cao ha. Đấy, ok chưa? Thì nhà chúng ta nó là căn góc nên chúng ta sẽ có một cửa sổ bên hông nha. Và phía trước thì chúng ta sẽ có một cái ban công. Đây, ban công đây ha. Đó, trước này thì chúng ta có thêm lớp cửa này nha, là được hai lớp cửa ha. Đấy, ban công trước nhà ha. Đó, đối diện nhà là bức tường thôi này. Ở đây có mái che và có dàn phơi luôn ha. Rồi, ok ha. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì cô chú anh chị nào quan tâm, có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem thực tế nhà này và giao dịch trực tiếp với chủ nhà ha. Cô chú anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số 0915 987 168. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem video này. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.